ma đăng sa ma đi ya ni. Con xin vâng dự điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh. A đình na đa na huệ ra ma ni sức ca ba đăng sa ma đi ya mi. Con xin vâng dự điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp. Ca mê so mít cha chan a ra huệ ra ma ni sức ca ba đăng sa ma đi ya mi. Con xin vâng dự điều học là cố ý tránh xa sự tà hạnh. Mu sa wa da we ra ma ni sức ca ba đăng sa ma đi ya mi. Con xin vâng dự điều học là cố ý tránh xa sự nói dối. Su ra me ra ya ma cha ba ma da tha na we ra ma ni sức ca ba đăng sa ma đi ya mi. Con xin vâng dự điều học là cố ý tránh xa sự dễ vui, uống rượu và các chất say. Ít ma ni văn chà sĩ khá bà đá ni sà tu căng khá tu a ngập bà ma đê na ni chà cà lăng sà ma rắc thị tạp băng. Chư Phật tử sau khi tọa trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo rồi phải đáng quy hành theo cho được trong sạch, đừng có dễ vui. Ma phàn tê, dạ chúng con xin vâng. Sì lê na su ca tin yon ti, sì lê na po ca sam ba da, sì lê na ni po tin yon ti ta sa ma, sì la ngụy so ha ye. Cả chúng sanh đi sanh về cõi trời, cũng nhờ dự giới được giàu sang đầy đủ tài sản, cũng nhờ dự giới được giải thoát nhập niết bàn, cũng nhờ dự giới. Bởi các cái cho nên chư Phật tử phải ráng thọ trì giới luật cho được trong sạch, đừng để lầm nhờ. Sa thủ sa thủ lành thai, Uttamang ghe na hoành đề hằng bà đa bằng sùng. Waruttamang bút thể vô khá lý tổ đô sô bút thô khá má tu tăng ma măng. Con đem hết lòng thành kính của đầu làm lễ vi trần với chân Đức Phật là đấng chí tôn chí thánh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo xa tội lỗi ấy cho con. Uttamang ghe na hoành đề hằng thấp mạnh cho đuôi thằng qua rằng thăm mê vô khá lý tổ đô sô thăm mô khá ma tu tăng ma măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo xa tội lỗi ấy cho con. Uttamang ghe na hoành đề hằng sang khành cha đu đốt ta mang sang khề vô khá lý tô đô sô sang khô khá ma tu tăng ma mang. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phạm tăng và thánh tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo xa tội lỗi ấy cho con. Dạ, con kính dâng mít cho Ngài Trí Đức để Ngài chúc phúc cho đạo tràng chúng con được tròn phước báo. Và dạ, con kính dâng mít cho Ngài. Sì ra thiên mê bụt phá sê thô sà rê bụt tô chê đa khí nê hoa mạng sê mô ca la nô phù ra tô phí đa ca tê dân bạch chí mê mà mạ a năn đô khí na sà hoa chê tôn đi sà. Samanta lokabala cinda dewa sapramakai te tangani pawena sampe payau bandawa neka antaraya pivinasantu asem. Sa tôn Đức Phật ngự trên đầu với mặt Xá Lợi Phất với trái quyền buôn hầu. Trước mặt là tam tạng, sau lưng A Nan chầu bốn phương A La Hán Đế Thích Lãng Phạm Thiên. Do oai lực pháp màu hộ trì cả năm châu rủi ro và tai hại tất cả đều lo âu xin được mau tiêu diệt. Xin tỷ giá chanagatham
xin tham mạnh tu xin tham mạnh tu xin tham mạnh tu y đăng pha lăng nghệ tas minh rát tân át tay yas minh tham ba sa đàn a chê tạ số cầu xin cho quả của tâm tín thành tam bảo cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sa thủ lành thai. Akasatta chappamattha devanagamattika. Bụt nhân nô anô mô đàn tu chi rằng rạc cành tu sa sa năng. Akasatta chappamattha devanagamattika. Bụt nhân nô anô mô đàn tu chi rằng rạc cành tu nô ga ru. Akasattha chappamattha devanagamattika. Bụt nhân nô anô mô đàn tu chi rằng rạc cành tu nhà ta vô. Akasattha chappamattha devanagamattika. Bụt nhân nô anô mô đàn tu chi rằng rạc cành tu bà ni nô. Akasattha chappamattha devanagamattika. Bụt nhân nô anô mô đàn tu chi rằng rạc cành tu nô sa đà. Chữ thiên ngự trên hư không, địa cầu thượng ngự rõ khắp mọi điều. Long vương thần lực có nhiều, đồng sinh quan hỷ phước đều. Chúng con hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài. Quyền thuộc tranh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu. Chúng con quy tụ đạo màu, tu hành tinh tận ngộ hầu sanh. Văn kinh chí cú sa la căm măng cách tập bằng kí ri văn ma ma ca dê na hoa cha ma na sa ti na sê su ra tăng ca tăng dê sát ta san nhi nô ách ti dê cha sát ta a san nhi nô ca tăng bu nha pha lăng mây hằng sắc bê pha ghi pha hoàn tu tê dê tăng ca tăng su quy đi tăng đinh năng bùn nhã pha lăng ma già dê cha tát tha na cha nàn ti đề hoa gành tòa ni huệ đa dùm sắp bề lô cầm hi dê sát ta chi quan ta ha ra ê tu ca ma nùn nhăn phô cha nàng sắp bề la phàn tu ma ma chê ta sa ti phước căn con đã tạo thành và thân khẩu ý tu hành do nên đều là phước báo vững bền có thể tiếp chúng độ lên thiên đàng cung trời đáo lợi thọ nhàn chúng sanh hữu tượng nhân gian ta bà chư thiên phạm thiên cùng là bậc trời vô tượng được mà hưởng an phước con hồi hưởng dân ban chúng sanh hay biết hoàn toàn lãnh thâu bằng ai chưa rõ lời cầu xin cùng thiên chúng đến hầu mạch ngay có người làm phước được rày lại đem hồi hưởng hiện nay khắp cùng chúng sanh hoan hỷ lãnh chung hưởng được phước quý ung dung thanh nhàn chúng sanh thế giới các hàng bởi nhờ thọ thực sanh an mạng trường xin thâu phước bảo cũng dường quá thành thực phẩm mùi hương thỏa lòng y đăng nô nha ti năng hồn túc su khi ta hồn tu nhà ta vô y đăng nô nha ti năng hồn túc su khi ta hồn tu nhà ta vô y đăng nô nha ti năng hồn túc su khi ta hồn tu nhà ta vô. Xin cho sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm được ngày hôm nay đến với thân bằng quyến thuộc của chúng con đã quá vãng rồi. Cầu xin cho các vị ấy hằng có được sự yên vui. Y đằng qua ta mê buôn nhân a sa quắc a già quá hằng hồ tu. Xin cho sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngũ ngầm nơi tâm.
Dạ, con kính cảm ơn Ngài Trí Đức đã truyền tam quy và ngũ giới cho đạo tràng chúng con. Dạ, con cũng kính cảm ơn tất cả quý vị trong đạo tràng đã cùng con lễ bái tam bảo và thọ trì quý giới. Dạ, bây giờ thời gian cũng vừa phải lẽ. Dạ, con kính dâng mic trở lại cho Ngài để Ngài dạy câu pháp cú 371 ngày hôm nay ạ. Dạ, con kính dâng mic trở lại cho Ngài Trí Đức. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Mai, Nam mô Sang Khai. Trước tiên kính lễ chư tôn thiền đức tăng trong những nick name mà chúng tôi không được rõ. Chào quý ni sư, quý cô tu nữ. Xin chào chư thiện nam tín nữ. Hôm nay chúng ta sinh hoạt trong câu Phật ngôn 371. Trước khi bước vào đề tài này, xin phép được tán dương ân đức tam bảo. Cha này giác tầng Như Lai giác ngộ pháp màu, Ngài bậc trí thức không đâu sinh bằng, thoát ly phiền não cho chăng, tôi thường giáo chủ trí năng vô lượng, tứ đế Ngài đã tin tưởng, thông minh dạy bảo, dân lương thoát trần. Con xin lên lễ Phật ân, đáng cho thiên chúng nhân dân cúng dường. Nam mô Bà Đi Bồ Vi Yá Ta Sa Sa Thu Nô Lô Ca Nam Mần Tha Sa Vi Na Ka Rô Cô Sa Pa Nhu Bút Thóc Bà Tí Phù Tí Sanh Nhá Tô Hoàn Đà Má Hành Tăng Nã Ra Phù. Cha này giác cần pháp bảo vi nhiên vàng, như là soi sáng vật mạng vô minh, phá tan lầm lạc chúng sinh, đại diện Phật tổ quang minh rõ ràng. Con xin lãnh lễ pháp quang, đáng cho công chúng nhân gian cúng dường. Sân khu quý số thô số ga ta sa sa quốc cô sách kha số ca mô quốc ra thầm mất sách kha cô nền đà bất sân xà đi a na đa rô quá rô quan đà mã hành tầng nã ra phù. Trên này giác cần tăng bảo thinh văn Phật đà tâm học mong rõ để mà thoát thân. Các ngài thanh tịnh ly trần, xa lìa thể pháp phàm nhân ai bị, con xin lãnh lễ tăng hy, đáng cho cộng chúng nhớ ghi cúng dường. Ta tình á tế giá tê chê ná sê khá mê ê tú quá thá năng tá xà bí á nú phá quê ná sá hạ xà dê ná sê chạc tú. Cầu xin tam bảo uy linh cho con tấm hóa thông minh học hành, mong nhờ Đức Phật uy danh hộ cho con học đắc thành quả cao. Nam mô Bụt Thầy, con tán dương ân đức tam bảo đã xong. Bây giờ chúng ta đi vào bài học ngày hôm nay. Câu Phật ngôn 371. Chúng tôi xin đọc trước. Cha Ya Phích Khu Ma Bác Ma Đồ. Cha Ya Phích Khu Ma Bác Ma Đồ. Cha Ya Phích Khu Ma Bác Ma Đồ. Câu đầu tiên chúng ta thấy có bốn từ ha. Mà bốn từ như vậy, nhưng mà nếu chia bốn từ nhưng mà chia là tới tám âm ha. Một câu có tám âm. Bây giờ qua câu số hai ha. Ma te ca ma gu ne phom ma su chi tăng. Câu số hai này dài ha. Mặc dù hơi dài nhưng mà chúng ta cũng cố gắng ha. Ma te ka ma gu ne pham ma su chi tăng. Ma te ka ma gu ne pham ma su chi tăng. Ma te ka ma gu ne pham ma su chi tăng.
ơi sao thú sao thú, xin như quỳnh cái chữ đỏ đỏ này thấy nó rõ ha, còn chữ đen á thì nhìn nó giống con lăng quăng hả, khó đọc hơn ha. À, thấy chữ đỏ là thấy sáng mắt rồi. Cảm ơn xin như quỳnh rất là nhiều. À, tóm gọn như thế này thì chúng ta thấy vậy rõ ràng hơn ha. Bây giờ ôn lại câu 1 và câu 2 ha. Cha giáp thích khu bắc mà thích khu mà bắc mà đồ ha. Cha giáp thích khu mà bắc mà đồ. Câu số 2 ma tê ca ma gu nê phô ma su chi tăng. Ma tê ca ma gu nê phô ma su chi tăng. Bây giờ chúng ta ôn hai câu này ha. Đọc liền một hơi, không có dừng lại. Cha ya phích khu ma ba ma đồ ma tê ca ma gu nê pha ma su chi tăng. Cha ya phích khu ma ba ma đồ ma tê ca ma gu nê pha ma su chi tăng. Rồi bây giờ qua câu số 3. Ma lô ha gu lăng ghi lì ba mắt tô. Ma lô ha gu lăng ghi lì ba mắt tô. Ma lô ha gu lăng ghi lì ba mắt tô. Và cầu cuối. Ma cần đi đúc khá mi đàn tí đầy ha ma nô. Ma cần đi đúc khá mi đàn tí đầy ha ma nô. Ma cần đi đúc khá mi đàn tí đầy ha ma nô. Rồi bây giờ chúng ta ôn lại hai câu này. Ma lô ha gu lăng ghi đi ba mắt tô. Ma cần đi đúc khá mi đàn tí đầy ha ma nô. Ma lô ha gu lăng ghi đi ba mắt tô. Ma cần đi đúc khá mi đàn tí đầy ha đà hồ ma nô. Xin lỗi. Rồi bây giờ chúng ta ôn lại từ trên xuống dưới theo giọng kinh ha. Rồi cảm ơn xin nhập quỳnh. Thấy đầu đỏ là hơi rõ. Cha giáp phích khu ma ba ma đồ ma tê ca ma gu nê pha ma su chi tăng. Ma lô ha gu lăng ghi lì ba ma tô. Ma cần lý đúc ca mi đành tị đầy ha ma nô. Cha giáp phích khu ma ba ma đồ ma tê ca ma gu nê pha ma su chi tăng. Ma lô ha gu lăng ghi lì ba ma tô. Ma cần đi đúc khá mi đàn thi đầy ha ma nô. Đó là đọc theo giọng kinh theo cách chúng ta chia làm hai. Bởi vì cuối câu số 2 nó là một trường âm và chữ chích tăng. Chúng ta dừng lại ở đây. Còn cách thứ hai chúng ta đọc thẳng một hơi luôn ha. Cha ya phích khu ma ba ma đô ma tê ca ma gu nê pha ma su chi tăng. Ma lô ha gu lăng ghi lì ba ma tô. Ma cần đi đúc khá mi đành tí đầy ha ma nô. Cha ya phích khu cha ya phích khu ma ba ma đô ma tê ca ma gu nê pha ma su chi tăng. Ma lô ha gu lăng ghi lì ba ma tô. Ma cần đi đúc khá mi đành tí đầy ha ma nô. À, theo dòng kinh thì chúng ta có hai cách đọc ha. À, quý vị đừng bao giờ đọc từng câu mà chúng ta cố gắng ráp hai câu lại thì cái giọng của chúng ta nghe nó xúc tích hơn ha. Còn đọc từng câu một thì nghe nó hơi rời rạc. À. Rồi bây giờ giọng kinh đọc là như vậy, bây giờ qua giọng kệ thì sao ha. Cha ya phi khu ma ba ma đô ma te ca ma gu ne
paman sucin tam malo hagulang gili bamanto makandidukka midan tidayaya mano. Này nó hơi dài dài ha, hơi khó. Buổi sáng mà thức dậy cái giọng nó hơi khàn khàn, nhiều khi thiếu cà phê cái là thấy đọc quý vị nghe đâu có phê đâu. Rồi đọc lại. Chả giới phi khu ma ba ma đu ma tê ca ma gu nê pha ma su chinh tâm ma lô ha gu lăng ghi li ba man tô ma can di đô ca mi đánh ti đầy ha ma nô. Ở đây quý vị kể là quý vị ráp tự do, miễn sao mà cái hơi sức của quý vị mà quý vị điều chỉnh được và quý vị tự khen mình ha, kể là không có phải là chúng ta nhìn vô những bông hoa, nhìn vô những cái bàn tay mà là mình cảm thấy là mình đọc hay không. Đọc hay đọc dở là do mình điều chỉnh cái hơi của mình, và mình cảm thấy rằng coi như là như Sức Kim dùng cái từ gọi là tự sướng á, tức là mình đọc mình cảm thấy hoan hỷ, thì mình thấy rằng ồ như vậy là cái giọng kể mình hay ha. Rồi bây giờ đọc qua lòng hai giọng kinh và giọng kể một lần nữa để cho quý vị coi như chú ý ha. Cha giới phi khu ma ba ma đô ma tê ca ma gu nê pha ma su chi tăng ma lô ha gu lăng ki li pha ma tô ma can li đúc kha mi đành ti đầy ha ma nô. Đó là giọng kinh ha. Còn giọng kệ là đọc tự do, kệ làm sao cũng được. Chai ya phi khu ma ba ma du ma te pha am ka ma gu ne pha ma su chin tam ma lo ha gu lăng ghi li ba man to ma can di đúc ka mi đánh ti đầy ha ma no. Rồi mời Sức Kim. Con xin kính chào sư trí đức các cô tu nữ và quý Phật tử. Trước hết con xin cảm ơn sư đã tán chánh thức dậy sớm, làm hết mọi quá thì tùm lum rồi hội họp lum lo chuyện chùa chuyện tùm lum hết mệt quá rồi sáng phải thức dậy sớm đó. Con cảm ơn sư đã cố gắng để dạy chúng con đọc bài này, và con xin mời sư đi uống trà, uống cà phê, uống gì đó cho sư khỏe, để cho con tự đọc, tự sướng sư. Con đó là chuột khen chuột dài đuôi nha sư. Dạ, con xin đọc ạ. Ủa, quý vị có nghe tôi nói rõ không vậy quý vị? Một người, hai người, ba người, bốn người, đúng rồi, vậy là tuyệt vời, vậy là nghe rõ rồi đó ha. Bây giờ chuột khen chuột dài đuôi nha, cái đó là do sư nói thôi, tự sướng, con đâu nói, con copy là thôi, mà khi con copy sư có cái tài á, là hay bán cái đó, bán cái thì ai cũng nghe lời sư trơn, còn người khác là không sao đâu, kệ, bị đáng chịu đi, đại diện không phải là ông sư à. Rồi, thôi để con trả bài Kinh Pháp Cú câu 371, con còn làm chuyện khác nữa. Cảm ơn quý vị đã cho biết âm thanh nghe rõ nha. Chà, rõ quá, cả chục người luôn, tuyệt vời luôn. Thôi đọc cho rồi đi, để ổng la nữa. Sư đi uống nước đi sư. Sư uống cái gì, uống sư nghỉ mệt đi sư. Để tụi con mẹ chuột khen chuột dài đuôi sư. Chuyện nhỏ. Con xin bắt đầu đọc à. Trả bài chứ, cả trả bài Kinh Pháp Cú câu 371. Chà giáp bích khu mà pha mà đồ mà tề khà má cú nề pha mát su chích tăng mà lồ ha cú lằng thi lì pha mắc tồ mà khẳng đi đúc khá mi đằng thi đầy ha mà nộ. Đọc thêm lần nữa cho nó chắc ăn. Chà giáp bích khu mà pha mà đồ mà tề khà ma gu nề pha mát su chích tăng mà lồ ha gu lằng ghi lì pha mắc tô mà khẳng đi đúc kha mi đằng ti đầy ha mà nô.
đọc hai, đọc câu 1, câu 2. Và chấp thích khúc và chấp thích khúc mà pha mà đồ cái gì kỳ ta và chà chà giáp thích khúc mà pha mà đồ mà tề khà má cú nè pha má sư chích tăng cái má này kêu bự gầy gầy dữ biết không bị gì đâu ghê quá à. Chà chừng âm thông thường giá đoạn âm khí chừng âm nhắn khú đoạn âm ma chừng âm thông thường phá đoạn âm ma đô hai chừng âm thông thường. Quý vị có nghe tiếng gà gà không? Cái speaker tôi chắc nó quýt sư quăng hả gì gà 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 kiểu à trận chết à. Cũng vậy thôi à. Câu số 2, ma tê kha ba chừng âm thông thường, má gú hai đoạn âm, nê chừng âm thông thường, phá đoạn âm, mát chừng âm nhắn, xú đoạn âm, chích chừng âm nhắn, tăng chừng âm đọc theo giọng nguyên âm. Đọc lại câu 1, câu 2. Chà chà giáp thích khu mà pha mà đồ mà tề khà má gú nê phá mát su chích tăng. Câu 3, đọc câu 3, câu 4. Mà lô ha cu lăng ki lì pha mắc tô mà khẳng đi đúc kha mi đằng ti đầy ha mà nô. Mà lô hai chừng âm thông thường, há gú hai đoạn âm, lăng chừng âm đọc theo giọng nguyên âm, ghi đoạn âm, lì chừng âm thông thường, phá đoạn âm, mắc chừng âm nhắn, tô chừng âm thông thường, ma chừng âm thông thường, khăn chừng âm nhắn, đí đoạn âm, đúc chừng âm nhắn, khá mí hai đoạn âm, đăng chừng âm nhắn, tí đoạn âm, đầy chừng âm nhắn, há đoạn âm, ma nô hai chừng âm thông thường. Đọc lại câu 3, câu 4. Ma lô ha gu lăng ghi lì phá mắc tô mà khẳng đi đúc kha mi đằng ti đầy ha mà nô. Đọc lại nguyên bài. Chà giá thích khu phá mà đồ, chà giá thích khu mà phá mà đồ, mà đề khà má gu nề phá mát su chích tăng, mà lô ha gu lăng đi lì phá mắc tô, mà khẳng đi đúc kha mi đằng ti đầy ha mà nô. Bây giờ đọc kệ. Chà ya bích khu pha ma ma đô ma tê kha ma gu nê pha ma su chít tăng ma lô ha gu lăng ghi lít phạc ma tô ma khăng đi đúng kha mi đăng tì đại ha ma nô. Chà ya bích khu pha ma pha nô ma te kha ma gu ne pha ma su chit tang ma lo ha gu lang gi li phak mak to ma khang di tuk kha mi đăng ti đầy ha ma no. Tỳ kheo hải tu thiền chới buông lung phóng dật tâm chới đắm sai dục phóng dật nuốt sắc nóng bị đốt chới than khổ. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Chèn đét ơi, không thấy Phật Pháp online cho cái bông nào. Một là sư đi uống trà rồi ha. Hai là chích chắc rồi. Con có sai xin sư sửa nha sư. Con xin cảm ơn quý vị đã cho bông qua. Bây giờ sửa cái bích coi ha. Ghè quá. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Mai Giá, Nam mô Sằng Khai Giá. Dạ, cảm ơn quý vị cho biết tín hiệu nghe được âm thanh rõ. Trước hết con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức cùng Chư Tôn Đức Tăng Ni trong đạo tràng. Dạ, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, bây giờ con cũng xin trả bài câu Pháp Cú 371 ạ.
cha giá phích khu mà ba mà đồ mà tê ca ma u nệ pha mặt su chích tăng mà lo ha gu lăng ghi đi ba mặt tô mà cành đi đúc kha mi đành ti đầy ha mà nô. Dạ, con xin phân tích câu 1 và câu 2. Cha trường âm thông thường, giá đoạn âm phích trường âm nhấn, khú đoạn âm, ma trường âm thông thường, bá đoạn âm, ma trường âm thông thường, đô trường âm thông thường, ma trường âm thông thường, tê trường âm thông thường, ca trường âm thông thường, má đoạn âm, vú đoạn âm, nê trường âm thông thường, phá đoạn âm, mát trường âm nhấn, xú đoạn âm, chích trường âm nhấn, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Cha giá phích khu mà ba mà đồ mà tê ca ma gu nề pha mát su chích tăng. Dạ, con phân tích câu 3 và câu 4. Ma trường âm thông thường, lô trường âm thông thường, há đoạn âm, vú đoạn âm, lăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, gí đoạn âm, ly trường âm thông thường, bá đoạn âm, mát trường âm nhấn, tô trường âm thông thường, ma trường âm thông thường, canh trường âm nhấn, đí đoạn âm, đúc trường âm nhấn, khá mí hai đoạn âm, đanh trường âm nhấn, tí đoạn âm, đây trường âm nhấn, há đoạn âm, ma nô hai trường âm thông thường, ma lô ha gu lặng ghi lì ba mắt tô ma cành đi đúc kha mi đành ti đầy ha ma nô. Con xin đọc lại 4 câu. Cha gia phích khu ma ba ma đô ma tê ca ma gu nề pha mát su chích tăng ma lô ha gu lăng ghi lì ba mát tô ma cành đi đúc kha mi đành ti đầy ha ma nô. Cha gia phích khu ma ba ma đô ma tê ca ma gu nề pha mát su chích tăng ma lô ha gu lăng ghi lì ba mát tô ma cành đi đúc kha mi đành ti đầy ha ma nô. Dạ, con xin kể. Cha giả phật khu ma ba ma đô ma tê ca ma gù nê pha mắt su chích tăng ma lô ha gù lặng ghi lì ba mắt tô ma can đi đục hà mỹ đăng tì đây ha ma nô. Dạ, con có chỗ nào sai thì xin ngài sửa cho con. Dạ, con kính mời người kế tiếp ạ. Dạ, con xin kính đảnh lễ sư trí đức, con xin kính đảnh lễ quý cô tu nữ, con xin kính chào quý đạo hữu. Con xin đọc và phân tích cách đọc cô pháp cú 371. Cha gia phích khu ma pha ma đô ma tê ca ma gu nê pha mát su chít tăng ma lô ha gu lăng ki li pha mát tô ma khen di đúc ha mi đành si đầy ha ma nô. Con xin thay phân tích cô 1, cô 2. Cha trường âm thông thường, giá đoạn âm, phích trường âm nhấn, cú đoạn âm, ma trường âm thông thường, thá đoạn âm, ma đô hai trường âm thông thường, ma tê ca ba trường âm thông thường, má ngú hai đoạn âm, nê trường âm thông thường, phá đoạn âm, mát trường âm nhấn, xú đoạn âm, kít trường âm nhấn, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Con xin đọc lại câu 1, câu 2. Cha giá thích tu ma pha ma đô ma tê ca ma gu nê pha ma su chích tăng. Con xin phân tích câu 3, câu 4. Ma lô hai trường âm thông thường,
há, vú, hai đoạn âm, lăng, trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ví, đoạn âm, ly, trường âm thông thường, thá, đoạn âm, mát, trường âm nhấn, tô, trường âm thông thường, ma, trường âm thông thường, canh, trường âm nhấn, bí, đoạn âm, đúc, trường âm nhấn, khá, mí, hai đoạn âm, đanh, trường âm nhấn, tí, đoạn âm, đây, trường âm nhấn, há, đoạn âm, ma, nô, hai trường âm thông thường. Con xin đọc lại câu 3, câu 4. Ma lo ha gu lang ti di pa ma to ma thanh ti duc ha mi đanh ti đầy ha ma no. Con xin đọc lại nguyên câu pháp cú 371. Cha giác thích khu ma pa ma do ma tê ca ma gu lê pa ma tu tăng. Ma lo ha gu lang ti di pa ma to ma thanh ti duc ha mi đanh ti đầy ha ma no. Dạ, con đã đọc xong, con có sai, con xin sư sửa cho con và con xin mời vị kế tiếp ạ. Dạ, alo, alo ạ. Dạ, cảm ơn Tịnh Tâm, cảm ơn Thiện Vũ Thương Hoàng cho biết tín hiệu. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Sư Trí Đức. Dạ, con kính đảnh lễ cô tu nữ Phúc Hạnh, kính chào các anh chị trong đạo tràng. Con xin trả bài câu pháp cú 371 ạ. Cha gia phích khu ma ba ma đô ma tê ca ma hu nê pha ma su chi tăng ma lô ha hu lăng ghi lì ba ma tô ma can đi đúc kha mi đàn ti đầy ha ma nô. Con xin phân tích câu 1 và câu 2 ạ. Cha là trường âm thông thường, giá là đoạn âm, phích là trường âm nhấn, khú là đoạn âm, ma là trường âm thông thường, bá là đoạn âm, ma đô là hai trường âm thông thường, ma tê ca là ba trường âm thông thường, má gú là hai đoạn âm, nê là trường âm thông thường, phá là đoạn âm, mát là trường âm nhấn, xú là đoạn âm, chít là trường âm nhấn, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Cha gia phích khu ma pa ma đô ma tê ca ma gu nê pha ma su chi tăng. Câu 3 và câu 4 ạ. Ma lô là hai trường âm thông thường, há gú là hai đoạn âm, lăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ví là đoạn âm, ly là trường âm thông thường, bá là đoạn âm, mát là trường âm nhấn, tô là trường âm thông thường, ma là trường âm thông thường, can là trường âm nhấn, đí là đoạn âm, đúc là trường âm nhấn, khá, mí là hai đoạn âm, đan là trường âm nhấn, tí là đoạn âm, đây là trường âm nhấn, há là đoạn âm, ma nô là hai trường âm thông thường. Ma lo ha hu lang ghi li ba ma to ma can di duc kha mi đàn ti đầy ha ma no. Cha gia phích khu ma ba ma đô ma tê ca ma gu nê pha ma su chi tăng ma lo ha hu lang ghi li ba ma to ma can di duc kha mi đàn ti đầy ha ma no. Cha gia phích khu ma ba ma đô ma tê ca ma gu nê pha ma su chi tăng ma lô ha gu lăng ghi li pa ma tô ma can đi đúc kha mi đan ti đây ha ma nô. Cha gia phích khu ma ba ma đô ma tê ca ma gu nê pha ma su chi tăng ma lô ha gu lăng ghi li pa ma tô ma can đu đức ma can đi đúc kha mi đan ti đây ha ma nô. Dạ, con đã đọc phân tích và kệ xong ạ. Dạ, con có sai, con kính nhờ sư sửa giúp. Dạ.
Con kính tri ân sư, kính tri ân chị Nhật Huỳnh đã bớt bài. Cảm ơn đạo tràng đã lắng nghe. Dạ, con xin xuống mic. Kính mời vị kế tiếp ạ. Nam mô Bụt Tha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ. Con thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, ơn Đức Phật, ơn Đức Pháp, ơn Đức Tăng. Dạ, cảm ơn Thiền Vũ Tịnh Tâm, Sích Vân Thanh Hoàng, Sích Kim Nhung cho Nhật Bình biết được. Cảm ơn Chị Tina. Con thành kính đảnh lễ Ngài Trí Đức cùng Chư Tôn Đức hiện diện trong đạo tràng. Nhật Bình kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Nhật Bình kính lễ cô tu nữ Phục Hạnh. Nhật Bình kính chào quý anh chị em đạo hữu hiện diện trong đạo tràng. Dạ, mời bàn tay quý vị. Nhật Quỳnh thấy còn đông lắm mà quý vị. Nhật Quỳnh đã chạy đi xong, Nhật Quỳnh ghé vô thấy ngài mất tiêu rồi, nên Nhật Quỳnh phải ngồi trước máy. Đáng lẽ Nhật Quỳnh lặng rồi quý vị, mà bây giờ thấy quý vị không đưa bàn tay lên nên Nhật Quỳnh phải cầm mic mời. Dạ, mời Tô Thị Phúng, mời Kim Quanh. À, đúng rồi, mời Tịnh Tâm, mời Hạnh Dung. Trời ơi, hôm nay nhiều giọng kệ vàng lắm. Mời Sích Thi Na trồi lên à. Trời ơi, Kim Nhung ơi, cái tật của Nhật Quỳnh ở gần sông Kim Nhung ơi, khổ vậy đó. Rồi, mời Tịnh Tâm nha. Dạ, mời quý vị tiếp tục đưa bàn tay nha. Dạ, mô Phật. Con kính đảnh lễ Ngài Chí Đức, con kính đảnh lễ quý cô tu nữ, và kính chào quý đạo hữu. Sau đây con xin đọc bài kinh Pháp Cú 371. Cha giá phít khú mà bá mà đồ mà tề khà má vút nề phá má su chít tăng mà lồ há gú lằng ghi lì phá mát tổ mà khành đi đúc khằn mí đành tí đầy há mà nồ. Dạ, con xin phân tích ạ. Cha là trường âm thông thường, giá là đoạn âm, phít là trường âm nhấn, khú là đoạn âm, ma là trường âm thông thường, bá là đoạn âm, ma đô là hai trường âm thông thường, ma tê kha là ba trường âm thông thường, má là đoạn âm, gú là đoạn âm, nê là trường âm thông thường, phá là đoạn âm, mát là trường âm nhấn, xú là đoạn âm, là trường âm nhấn, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ma là trường âm thông thường, lô là trường âm thông thường, há gú là hai đoạn âm, lâm là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, gí là đoạn âm, ly là trường âm thông thường, bá là đoạn âm, mát là má là trường âm nhấn, tô là trường âm thông thường, ma là trường âm thông thường, khanh là trường âm nhấn, đí là đoạn âm, đúc là trường âm nhấn, khá là đoạn âm, mí là đoạn âm, đanh là trường âm nhấn, tí là đoạn âm, đây là trường âm nhấn, há là đoạn âm, ma là trường âm thông thường, nô là trường âm thông thường. Dạ, con xin đọc bài.
cha phá vít cú mà phá mà đồ mà tề khà má vú nề phá má xú chích tầng mà lồ há gút lằng ghí lì phá mà tồ mà khành đĩ đúc khá mí đành tí đầy há mà nồ. Dạ con xin phép đọc lại lần nữa à. Chà giá phích cú mà phá mà đồ mà tề khà mà gút nề phá phá má xú chích tầng mà lồ há gút lằn ghi lì phá má tồ mà thành đi mà thành đi phút phá mít đành tí đầy há mà nồ. Dạ con xin xuống mít, chắc con không có kể mà con kể không có được nghe được. Dạ con xin sư và quý Phật tử chỉnh sửa giùm cho con ạ. Dạ con xin mời vị kế tiếp. Con kính cảm ơn cô Nhật Quỳnh đã post bài. Dạ con xin xuống mít. Dạ Nam Mô Bích Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sân Kha Giá. Con kính đảnh lễ trí trước, con kính đảnh lễ chư tôn đức tăng trong đầu tràng, con kính lễ với bà với cô tu nữ và con kính chào đầu tràng. Dạ cảm ơn sếp Nhật Bình, cảm ơn Thư Vũ, cảm ơn Tình Tâm, cảm ơn sếp Kim Nhung đã cho niềm từ biết tín hiệu âm thanh rõ. Dạ con xin đọc bài pháp cú phân tích và đọc câu pháp cú 371 hôm nay. Câu cha giá viết khu ma ba ma đồ ma tề ca ma gu đề pha ma su chích tăng ma lo ha gu lăng vi li ba ma đồ ma cần đi đúc kha mi đần ti đề ha ma nô. Cha giá viết khu ma ba ma đồ ma tề ca ma gu đề pha ma su chích tăng ma lo ha gu lăng vi li ma bát đồ mà cần đi đúc kami đần ti đề ha mà nô. Dạ con xin phân tích câu số 1 và câu số 2. Cha giá biết cú mà ba mà đồ mà tề cà ma gu nề pha ma su chích tăng. Câu số 1 cha là trường âm thông thường, giá là đoạn âm, phích là trường âm nhấn, khú là trường âm thông thường, khú là đoạn âm, ma là trường âm thông thường, bá là đoạn âm, ma là trường âm thường, và đô là trường âm thông thường. Câu số 2, ma là trường âm, ma trường âm thông thường, tê trường âm thông thường, ca trường âm thông thường, má đoạn âm, vú đoạn âm, nê trường âm thông thường, phá đoạn âm, mas là trường âm nhấn, xú đoạn âm, chích là trường âm nhấn, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Cha giá viết khu ma ba ma đồ ma tề ca ma gu nề pha ma su chích tăng. Cha giá viết khu ma ba ma đồ ma tề ca ma gu nề pha ma su chích tăng. Dạ con phân tích câu số 3 và câu số 4. Ma là trường âm thông thường, lô và trường âm thông thường, lá gú là hai đoạn âm, lăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, gí là đoạn âm, ly là trường âm thông thường, bá là đoạn âm, mát là trường âm nhấn, tô là trường âm thông thường. Và câu số 4, ma là trường âm thông thường, canh là trường âm nhấn, đí là đoạn âm, trúc là trường âm nhấn, khá mí là hai đoạn âm, đanh là trường âm nhấn, tí là đoạn âm, tê là trường âm nhấn, há là đoạn âm, ma là trường âm thông thường, nô là trường âm thông thường. Dạ con xin đọc lại câu số 3 và câu số 4. Ma lo ha gu lăng ki li ma bát
to ma tan di duk khami dan ti de ha ma no. Đã con đọc lại bốn câu. Cha ya fiku ma ba ma do ma te ka ma gu ne fa ma su chit tang ma lo ha gu lang ghi li ma bat to ma tan di ku khami dan ti de ha ma no. Các con xin kệ. Cha ya viku ma ba ma do ma te ka ma gu ne fa ma su chit tang ma lo ha gu lang gi li pa mat to ma kan di ku ka mi dan ti dei ha ma do. Dạ con đã phân tích và con đọc kệ xong. Con có sai xin mong ngài và đạo tràng sửa lại giùm con ạ. Cảm ơn Sít Nơ Nhật Bình đã cho biết tín hiệu. Và bây giờ niệm từ xin mời chiếc lá màu xuân. Dạ, Nam Mô Bích Tha giá. Dạ con xin đảnh lễ ngài Chí Đức, con xin kính chào đạo tràng. Con xin đọc cô Phật môn 3.1. Cha ya phích khu ma pa ma đồ ma tê ca ma cung ma ngu nề ma cu nề pha ma su chít tăng cha ya phích khu ma pa ma đồ ma tê ca ma cu nề pha ma su chít tăng cha trường âm thông thường giá đoạn âm viết trường âm nhấn khú khú là đoạn âm mà trường âm thông thường bá đoạn âm ma đô hai trường âm thông thường ma tê ca là ba trường âm thông thường má cú là hai đoạn âm nê trường âm thông thường phá đoạn âm mát trường âm nhấn số đoạn âm chít trường âm nhấn tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm cha ya phích khu ma pa ma đồ ma tê ca ma cu nề pha ma su chít tăng ma lô ha gun lăng ghi lì pa mát tô ma can ti đúc kha mi đằng ti đa ti đầy ti đầy hà ti đầy ha ma nô ma lô ha gu lăng ghi lì ba mát tô ma can ti đúc kha mi đằng ti đầy hằng đề ha ma nô ma trường âm ma lô hai trường âm thông thường há đoạn âm gu cú há cú là hai đoạn âm lăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm gí đoạn âm ly trường âm thông thường bá đoạn âm mát trường âm nhấn tô trường âm thông thường ma trường âm thông thường can trường âm nhấn lý đoạn âm đúc trường âm nhấn khá mí hai đoạn âm đan trường âm thông trường âm nhấn tí đoạn âm đây trường âm nhấn há đoạn âm ma nô hai trường âm thông thường ma lô ha gu lăng ghi lì ba mắt tô ma can đi đúc kha mi đành ti đầy ha ma nô cha ya phích khu ma ba ma đô ma tê ca ma gu nề pha ma su chít tăng ma lô ha gu lăng ghi lì ba mắt
tô ma can đi đúc kham đi đúc khami đàn ti đề ham ma nô cha gia phích khu cha gia phích khu ma ba ma đồ ma tê ca ma gu nề pha ma su chít tăng ma lô ha gu ma lô ha gu lăng ghi lì ba mắt tô ma càn đi đúc kha mi đàn ti đề ha ma nô cha gia phích khu ma ba ma đồ ma tê ca ma gu nề pha ma su chít tăng ma lô ha gu lăng ghi lì ba mắt tô ma can đi đúc kha mi đàn ti đề ha ma nô cha gia phích cha gia phích khu ma ba ma đồ ma tề ca ma gu nề pha ma su không thể đọc lại cha gia phích khu ma ba ma đồ ma tề ca ma gu nề pha ma su chít tăng ma lô ha gu lăng ghi lì ba mắt ma lô ha gu lăng ghi lì ba mắt tô ma can đi đúc kha mi đằng ti đề ha ma nô cha gia phi khu ma ba ma đô ma cha gia phi khu ma ba ma đồ ma tê ca ma gu nê pha ma su chi tăng ma lo ha gu lăng ghi li ba ma tô ma căn đi đúc kha mi đàn ti đề ha ma nô dạ con đã đọc xong con xin xuống hết rồi. Dạ thưa con kính tẩm lễ ba ngôi tam bảo, con kính tẩm lễ ngài quý tứ, con kính chào đạo tràng, con xin đọc bài. Cha gia phi khu ma ba ma đô ma tê kha ma gu nê pha ma su chi tăng ma lô ha u lăng di li ba ma tô ma khan di tu kha mi tan ti tay ha ma no cha ya phi ku ma pa ma do ma te kha ma gu ne pa ma su chi tang ma ho ma lo ha gu lang ki li pa ma to ma khan ti tu kha mi tan ti tay ha ma no dạ thưa con xin đọc phân tích đoạn một đoạn hai cha trường âm thông thường giá đoạn âm trường âm nhấn khú đoạn âm mà trường âm thông thường phá đoạn âm mà trường âm thông thường đô trường âm thông thường ma tê kha ba trường âm thông thường má cú hai đoạn âm nê trường âm thông thường phá đoạn âm mas trường âm nhấn xuống hai đoạn âm tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm cha gia phi khu ma ba ma đồ ma tê ca ma gu nê pha ma su chi tăng đoạn ba đoạn bốn ma lô hai trường âm thông thường há gu hai đoạn âm lăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm kiến đoạn âm ly trường âm thông thường đoạn âm mắt trường âm nhấn tô trường âm thông thường ma trường âm thông thường thanh trường âm nhấn tiếng đoạn âm túc trường âm nhấn khá đoạn âm mít đoạn âm tâm trường âm nhấn tí đoạn âm tây trường âm nhấn há đoạn âm ma nô hai trường âm thông thường ma lô ha cu lăng ghi li ba mắt tô
ma khan đi tu kha mi tan ti đầy ha ma no cha ya phi ku ma ba ma do ma te kha ma ku ne pa ma su chi tăng ma lo ha ku lang di li ma ba to ma khan đi tu kha mi tan ti đầy ha ma no cha ya phi ku ma ba ma do ma te kha ma ku ne pa ma su chi tăng ma lo ha ku lang ki li pa ma to ma khan ti tu kha mi tan tai ha ma no. Dạ thưa con xin cảm ơn đạo tràng, con xin ngài sửa cho con. Dạ con cảm ơn. Dạ, Nam Mô Bích Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Dạ, con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, cùng Chư Tôn Đức Tăng, kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Dạ, con kính chào tất cả cô chú anh chị trong đạo tràng. Con xin phép được đọc, phân tích dạ, câu Pháp Cú Kinh số 371. Cha ya bhikkhu ma pha ma do ma te kha ma gu ne pha mat su chit tăng ma lo ha gu lang gi li pa mat to ma khan di duk kha mi dan ti dai ha ma no. Dạ con xin phân tích câu số 1 và câu số 2. Cha ya bhikkhu ma pa ma do ma te kha ma gu ne pa mat su chit tăng. Cha là trường âm thông thường, giá đoạn âm, phít là trường âm nhấn, khú đoạn âm, ma trường âm thông thường, phá đoạn âm, ma đô hai trường âm thông thường, ma tê hai trường âm thông thường, kha trường âm thông thường, má gú là hai đoạn âm, nê trường âm thông thường, phá là đoạn âm, mát trường âm nhấn, xú trường âm xú đoạn âm, chít trường âm nhấn, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Cha ya bhikkhu ma pha ma do ma te kha ma gu ne pha mat su chit tăng. Và câu phân tích câu số 3 và câu số 4. Ma lo ha gu lang gi li pha mat to ma khan di duk kha mi dan ti đầy ha ma no. Ma no là hai trường âm thông thường. Ha gu là hai đoạn âm, lăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Gi trường ghi đoạn âm, ly trường âm thông thường, pá là đoạn âm, mát là trường âm nhấn, tô là trường âm thông thường, ma là trường âm thông thường, khan là trường âm nhấn, lý là đoạn âm, đúc trường âm nhấn, khá mí là hai đoạn âm, đan là trường âm nhấn, tí là đoạn âm, đây trường âm nhấn, há là đoạn âm, mano là hai trường âm thông thường. Ma lo ha gu lang gi li pa mat to ma khan di duk kha mi dan ti đầy ha ma no. Dạ con xin phép được đọc lại. Cha ya bhikkhu ma pa ma do ma te kha ma gu ne pa mat su chit tăng ma lo ha gu lang gi li pa mat to ma khan di duk kha mi dan ti đầy ha ma no. Dạ con xin phép kệ. Cha ya bhikkhu ma pa ma do ma te kha ma gu ne pa ma su chit tang ma lo ha gu lang gi li pa ma to ma khan di du kha mi dan ti dai ha ma no. Dạ con đã phân tích và đọc xong, dạ, kệ xong con xin phép cấm, con xin cảm ơn sư trí đức, cảm ơn đạo tràng. Dạ con xin phép xuống mất.
Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng cùng quý cô tu nữ, kính chào quý đạo hữu. Con xin đọc câu kinh Pháp Cú 371 ạ. Cha ya phích khu pa, cha ya phích khu ma pa ma đô ma tê ca ma khu nê pha ma su chi tăng. Ma lô ha gu lăng ghi li pát pa ma tô ca. Ma can di đúc kha mi đàn ti đầy ha ma nô. Cha ya phích khu ma pa ma đô ma tê ca ma khu nê pha ma su chi tăng. Ma lô ha gu lăng ghi li pa ma tô ma can di đúc kha mi đàn ti đầy ma ha nô. Con xin phân tích câu 1, câu 2 ạ. Cha ya phích khu ma pa ma đô ma tê ca ma khu nê pha ma su chi tăng. Cha là trường âm thông thường, giá là đoạn âm, phích là trường âm nhấn, khú là đoạn âm, ma là trường âm thông thường, pá là đoạn âm, ma đô là hai trường âm thông thường ạ. Câu số 2, ma tê ca là ba trường âm thông thường, má cú là hai đoạn âm, nê là trường âm thông thường, phá là đoạn âm, mas là trường âm nhấn, xú là đoạn âm, chít là trường, chít là trường âm nhấn, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm ạ. Câu 3, câu 4, ma lô ha gu lăng ghi li pa mát tô ma can đi đúc kha mi đàn tích đầy ma hà nộ. Ma lô là hai trường âm thông thường, gá há gú là hai đoạn âm, lăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, gí ly là gí là đoạn âm, ly là trường âm thông thường, pá là đoạn âm, mát là trường âm nhấn, tô là trường âm đọc theo giọng nguyên âm ạ. Ma là trường âm thông thường, can là trường âm nhấn, đí là đoạn âm, đúc là trường âm nhấn, khá mí là hai đoạn âm, đan là trường âm nhấn, tí là đoạn âm, đây là trường âm nhấn, há là đoạn âm, mano là hai trường âm thông thường ạ. Con xin đọc lại cả bài ạ. Cha ya phích khu ma pa ma đô ma tê ca ma gu nê pha ma su chi tăng. Ma lô ha gu lăng ghi li pa ma tô ma can di đúc kha mi đàn ti đầy ha ma nô. Cha ya phích khu ma pa ma đô ma tê ca ma ma tê ca ma gu ca ma gu nê pha ma su chi tăng. Ma lô ha gu lăng ghi li pa ma tô ma can di đúc kha mi đàn ti đầy ma ha đầy ha mà nộ. Con càng đọc thì con càng sai đấy ạ, vì con run, con xin kể. Cha cha phi khu ma pa ma đô ma tê ca ma gu nê pha ma su chi tăng. Ma lo ga ma lo ha gu lăng ghi li pa ma tô ca ma can đi đúc kha mi đàn ti đầy ha mà nộ. Cha ya phích khu ma pa ma đô ma tê ca ma gu nê pha ma su chi tăng. Ma lo ha gu lăng ghi li pa ma tô ca ma can đi đúc kha mi đàn ti đầy ha ma nô. Dạ con xin hết, con kính cảm ơn chị Nhật Huỳnh đã post bài, kính cảm ơn quý hữu, con kính ngài sửa cho con ạ. Con xin xuống mic ạ. Con xin mời vị kế tiếp ạ. Nam mô tát sa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Con kính đảnh lễ ngài Trí Đức, con kính đảnh lễ quý cô tu nữ, con kính chào các cô bác anh chị trong đạo tràng. Dạ, con xin đọc
câu 371 ạ. Câu kệ 371 ạ. Chayabhikkhu ma pamado ma chayabhikkhu ma pamado ma te kama gune famasu kitang maloha gulang gili pamato ma kandidu kami danti day hamano chayabhikkhu ma pamado ma te kama gune famasu Sukitang maloha gu langgili matu makan diduk kami dan tidak hamano. Ya, con xin phân tích hai câu đầu ạ. Chaga piku ma pamado mateka magune hamas sukitang. Ya. Cha là trường âm thông thường, ra là đoạn âm, pick là trường âm nhấn, khu là đoạn âm, ma là trường âm, pa là đoạn âm, ma, đô là trường âm thông thường, hai trường âm thông thường. Ma, tê, ca là ba trường âm thông thường. Ma, gu là hai đoạn âm, nê là trường âm thông thường. Pa là đoạn âm, mát là trường âm nhấn, su là đoạn âm, kít là trường âm nhấn, tăng là trường âm thông thường đọc theo nguyên âm. Con xin đọc lại hai câu đầu con vừa phân tích. Chayabhikkhu ma pamado ma te kama gune Pamasukitam. Con xin phân tích hai câu sau ạ. Malohagulang gili pamato makandidu kami dang tidai hamano. Malo là hai trường âm thông thường ạ. Hagu là hai đoạn âm ạ. Lang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm ạ. Ghi là đoạn âm, ly là trường âm, pa là đoạn âm, mát là trường âm nhấn, tô là trường âm, ma là trường âm, lô là ma là trường âm, khan là trường âm nhấn, đi là đoạn âm, đúc là trường âm nhấn, kha đi mi là hai đoạn âm ạ, đan là trường âm nhấn ạ, ti là đoạn âm ạ, đây là trường âm nhấn ạ, ha là đoạn âm ạ, mano là hai trường âm thông thường ạ. Con xin đọc lại. Maloha gulang gili pamatu makandidung kami dan tidai hamano. Dạ, con xin đọc hết bài. Chayabhikkhu ma pamado ma te kama gune famasukitang maloha gulang gili pamato makandi dukha mi dang tidai hamano. Con xin đọc câu dịch. Tỳ kheo hãy tu thiền, chớ buông lung phóng dật, tâm chớ đắm say dục, phóng dật nuốt sắt nóng, bị đốt chớ than khổ. Tỳ kheo hãy tu thiền, chớ buông lung phóng dật, tâm chớ đắm say dục, phóng dật nuốt sắt nóng, bị đốt chớ than khổ. Dạ, con xin kệ. Chayabhikkhu ma pamado ma te kama gune famasukitam maloha gulang gili maloha gulang gili pamato
Ma can đi đúng kha mi đăng ti đây ha ma no. Cha ra pi khu ma pa ma zo. Ma te ka ma gu le pa ma su ki tang. Ma lo ha u lang di li pa ma to. Ma can đi đúng kha mi đăng ti đây ha ma no. Dạ, con xin cảm ơn Ngài Chị Đức, các quý cô tu nữ và đạo tràng đang nghe con đọc ạ. Dạ, có những câu nào sai con xin Ngài và đạo tràng sửa cho con ạ. Vâng, con xin cảm ơn đạo tràng. Vâng, con xin xuống mic ạ. Sa thú lành thai. Vì nào thì Quỳnh nghe đọc cũng hay hết đó quý vị. Thật tình luôn mà. Dạ, cái vị nào cũng mắc hay hết. Thina ơi, Thina đọc với em của Như Quỳnh, Thina ơi. À, chứ Thina, Thina ơi, có nghe đã không? Dạ, đọc với em Như Quỳnh nha. Rồi, chạy mất tiêu rồi. Dạ, Nam Mô Bụt Tha, dạ. Dạ, đọc với em đây nha, có gì? À, có thể liên lạc với Nhật Quỳnh nha. Dạ, Nam Mô Bụt Tha, dạ. Dạ, một lần nữa con thành kính đảnh lễ chi trung đức và Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Dạ, chị Hải Thi ơi, chị có thấy Nhật Quỳnh gửi bài qua cho chị hay không? Chị có thể cầm mic được không chị Hải Thi? Chị Hải chứ hả? Hải Thi hả? Dạ, chị có nghe được âm thanh của Nhật Quỳnh không? Và chị có thấy được bài học Nhật Quỳnh gửi không? Rồi, kính mời chị nha. Thưa có nghe không ạ? Dạ thưa đạo tràng có nghe không ạ? Dạ thưa đạo tràng có nghe không ạ? Dạ thưa đạo tràng có nghe. Dạ thưa đạo tràng có nghe. Hello. Dạ, dạ có nghe dạ. Rõ rồi bác ạ. Dạ. Alo, chị Hải Ti có nghe được Nhật Quỳnh không? Ở đầu tràng cho tín hiệu là nghe rõ mà sao chị không có thấy được tín hiệu ở đầu tràng. Nếu như vậy chị, dạ cảm ơn Kim Nhung. Dạ nếu như vậy chị có thể, nếu mà chị nghe được âm thanh Nhật Quỳnh, chị có thể thoát ra rồi chị vào trở lại. Dạ, chứ chị không thấy được màn hình thì không thể mà đầu tràng cho tín hiệu, chị không có thấy. Chị có thể thoát ra nha. Rồi, mời Nguyên Tịnh có mặt trước máy có trả bài không? Thì mời bàn tay và mời đạo tràng trong khi chờ đợi chị Hai Tỷ ạ. Dạ, không biết Nhật Quỳnh phải kêu sao cho đúng luôn á. Dạ. Nếu mà được chị cô Hai hỏi, dạ hỏi mà đạo tràng chặt lên mà chị không thấy. Dạ rồi, bữa nay Nguyên Trịnh không lên được, ngồi ra đi. Dạ bây giờ thì kính mời chị đâu cầm mic trở lại coi có thấy được đạo tràng không nghe. Dạ được không ạ? À? Dạ có nghe không ạ? Jaya biku mata mado mate kamagu kamagu ne banasu chitang malohaku langili pamato makang di dung kami dangti Daya Mano. Dạ thưa con xin tâm tác ạ. Cha
là trường âm, gia là đoạn âm, bhikkhu biết là trường âm nhấn, khú là đoạn âm, ma là trường âm, tá là đoạn âm, ma là trường thông thường, đô là trường âm thông thường, ma tê ca là trường âm thông thường, má gú là đoạn âm, nê là trường âm thông thường, bá là phá là đoạn âm, nát xú là trường âm nhấn, xú mát là trường âm nhấn, xú là đoạn âm, chít tăng chít là trường âm nhấn, tăng là trường âm mà đọc theo giọng của nguyên âm, ma là trường âm, lô là trường âm, há gú là hai đoạn âm, lăng là trường âm mà đọc theo giọng nguyên âm, ghi ly ghi là đọc là đoạn âm, ly là trường âm, pá mát tô pá là đoạn âm, mát là đây là trường âm nhấn, tô là trường âm thông thường, ma là trường âm, cán đi can là trường âm nhấn, đí là đoạn âm, đúc ca là trường đúc là trường âm nhấn, ca là đoạn âm, mít đăng ti mít là trường đoạn âm, đăng là trường âm nhấn, tí là đoạn âm, đây yam mano đây là trường âm nhấn, há là đoạn âm, mano là hai trường âm thông thường. Dạ con kính xin dạ con xin đọc lại ạ. Tại vì hồi nãy con quýnh quá con không. Chaya bhikkhu ma pa ma do ma te ke ma ma gu ne pa ma su chi tang ma lo ha ki ha gu lang ki li pa ma to ma kang di duk ka mi dang ti daya mano. Dạ con xin đảnh lễ sư và các tu nữ, con xin đảnh lễ đạo tràng, con xin lỗi tại vì con không có học khá, vậy thì con xin kính xin sư và đạo tràng sửa lỗi cho con ạ. Dạ, con xin hết ạ. Sa thủ lành thai, chị quá giỏi luôn rồi còn gì nữa, từ từ cháu nó mới nhừ. Cảm ơn Thiền Vũ. Thiền Vũ biết không, Nhật Quỳnh nói ở đây mà với lại nói thường là nói ở đây cái câu đó mà không biết sao mà có một vị Nhật Quỳnh không bao giờ thấy vào trong cái rung Phật giáo Nam Truyền hết á, Thiền Vũ với Kim Hồng Nguyên Tịnh. Mà hồi sáng ở lớp học Bồ Tát Thâm Má có vị đó, lúc mà ngài từ siêu dạy mà Bali có vị đó nói Sức Nhật Quỳnh thường hay nói là từ từ cháu nó nhừ. Quá tài luôn. Mà Nhật Quỳnh không bao giờ thấy cái nít đó trong này hết. Vậy hả? Bởi vậy mình cứ ăn ủi gì đi, rồi từ từ cháu cũng nhờ, mà đó là sự thật tục đế, mà nó cũng là chân đế luôn. Như Quỳnh thấy là như vậy á. Dạ chắc chị ha. Dạ có lý ạ. Đó là cũng tục đế mà cũng là chân đế. Thì thí dụ như mình nói tục đế ha, mình nấu cháo á, mà mình nấu á, nó sôi lên rồi mình hạ lửa, mình để từ từ nó nhừ cháo nó mới ngon. Chứ nếu mà nó sôi bùng 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 thì cháo nó cũng đâu có con, phải không?
Thì giờ mình học cũng vậy. Mình học đó, mới đầu nó rung vậy đó. Thấy không, như chị Hải đó, mặc dù lớn tuổi hơn Nhật Quỳnh đó, nhưng mà ở Mỹ lâu rồi chứ đâu phải mới đâu. Nhưng mà cầm mic lên mà đọc cũng rung. Mà Nhật Quỳnh thấy một điều nha, cái gì mà thiện pháp thì mình rung, mà ác pháp lại mình không có rung quý vị. Nhật Quỳnh thấy vậy á. Dạ. Nhật Quỳnh cảm ơn Thiện Vũ nha. Nhật Quỳnh thấy vậy đó, thấy cái gì mà mình làm thiện pháp mình rung, mình sợ, mình này kia kia nọ dữ lắm. Như lúc sáng ở lớp học với Tha Thầm Má đó, thì bình thường thì Nhật Quỳnh gõ chữ cũng được lắm chứ đâu có đến nỗi tệ lắm đâu. Vậy mà tới cái ngày của ngài Tệ Siêu đúng rồi, chắc vậy đó, chắc mình nhâm tắm nhiều đời. Ngài Tệ Siêu giải mà Nhật Quỳnh gõ đó nha, trời ơi cái tay thì nó ù mà cái bàn tay thì nó rung, thành ra gõ nó cứ sai hoài, hát lên nó cứ kịp ngài nói đâu, mà ngài nói thì nhanh. Sư Tệ Tri như là không kịp nó, vì em qua kêu câu đi, câu chát bài đi. Trời ơi, chát bài lắng tai nghe ngài nói để mà mình chát, mà nghe câu này được thì câu kia mất, đang vậy đường nén đến thì nó còn rớt lên rớt xuống nữa mà quý vị. Trời đất ơi, cái Nhật Quỳnh chát sai lên cái ngày tỉnh liền. Tại vì thực sự là tối này làm việc nguyên một ngày thôi rất là mệt, tối mà vào đạo tràng mà gặp cái đạo tràng thì rất là ly nữa, nên ngày dạy ngày không có thấy hứng khởi nên ngày còn buồn ngủ dữ nữa. Cái Nhật Quỳnh chát lên cái sai cái ngày đó, cô Nhật Quỳnh nè, nói dạ con chát sai, ngày tỉnh liền, cái ngày cười nghe cũng vui. Nhật Quỳnh bị quý ngài dạy, Nhật Quỳnh vui lắm quý vị, Nhật Quỳnh không có buồn, dạ rất là vui. Làm ngày tỉnh một chút, dạ. Thôi bây giờ kính mời đạo tràng, còn vị nào mà chưa cầm mic thì cầm mic nha. Quỳnh Giang Nhật Hà hai điểm danh lắm bây giờ. Quỳnh Giang Giang Nhật Hà Nhật Quỳnh nãy giờ ngồi chưa thấy Quỳnh đọc bài phải không? Alo, còn vị nào đang nói? Còn Hà nữa phải không? Ồ đó, mời bàn tay quý vị nha. À chị Nhật Quỳnh. Rồi bây giờ mời quý vị, bữa nay Giang Nhật Hà không cầm mic rồi. Bây giờ Hà ơi, Hà tới 420 tuổi lận. Đọc trước hả? Rồi, muốn đọc trước thì đọc trước. Chắc ngày đi ngủ rồi quý vị ơi. Hai ngày rồi mệt mỏi quá rồi, chắc hôm nay ngày giao mic để ra đạo tràng. Ngài đạo tràng trả bài đông quá, ngài đi ngủ luôn rồi, yên tâm rồi, đi ngủ luôn rồi. Đây Nhật Quỳnh phát bài ra cho, để cho Xu Khá ơi, nãy giờ Nhật Quỳnh thấy Xu Khá vào rồi. Xu Khá có đọc bài được không? Mà nãy Nhật Quỳnh đổi cái chữ màu đen luôn rồi cho Xu Khá nhìn thấy đó. Quên nữa, Xu Khá có đọc bài được không? Đưa bàn tay lên nghe. Hãy lúc nào đưa bàn tay, Nhật Quỳnh nhường mít liền cho Xu Khá. Dạ. À, con xin phép được trả bài Pháp Luật Kinh 371. Chà gia huyết khu mà ba mà đồ mà tề ca ma gu nề pha ma sư chi tăng mà lô ha gu lặng đi lì ba ma tờ mà cành đi đúc ca mi đàn ti đầy ha ma nô. Dạ, cảm ơn tỉnh tâm. Chà ya phích khúc mà ma ma đờ ma tề ca ma gu nề pha ma sư chít tăng ma lô ha gu lăng đi lì ba ma tờ ma can đi đúc ca mi đành đi đầy ha ma nô. Quang Thanh chưa trả bài luôn nữa nè, bây giờ thấy Quang Thanh chạy ra chạy vào nữa nè. Dạ con xin đọc lại một lần nữa. Cha gia bít khu ba ma đồ ma tề ca ma gu nề ba ma sư chít tăng ma lô ha gu lặng ghi lì ba ma tờ ma càn đi đúc ca mi đành ti đầy ha ma nô. Con xin phân tích. Cha là trường âm thông thường, đoạn âm khích trường âm nhấn, khu đoạn âm ma trường âm thông thường, bá đoạn âm ma đơ hai trường âm thông thường, ma tê ca ba trường âm thông thường, má gú
hai đoạn âm, nê trường âm thông thường, phá đoạn âm mắt trường âm nhấn, xú đoạn âm chích trường âm nhấn, tăng trường âm đọc theo giọng miên âm. Cha ya phích khu ma ba ma đô ma tê ca ma gu nê pha ma su chít tăng. Câu 3 và câu 4. Ma lô hai trường âm thông thường, há gú hai đoạn âm, răng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, gí trường đoạn âm, dạ gí đoạn âm. Nên hồi ngày nghe ngài nói có cái vụ mà đọc trường âm mà đoạn âm nữa, dạ ly trường âm thông thường, bá đoạn âm, mắt trường âm nhấn, tô ma hai trường âm thông thường, canh trường âm nhấn, đí đoạn âm, đúc trường âm nhấn, khá mí hai đoạn âm, đanh trường âm nhấn, tí đoạn âm, đây trường âm nhấn, há đoạn âm, ma nô hai trường âm thông thường. Ma lô ha gút lăng ghi lì ba mát tờ ma can đi đức ha mi đàn ti đầy ha ma nô. Dạ con xin đọc lại hết nguyên câu. Bây giờ mạng ổn chưa hoàn thành. Cha ya phích khu ma 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 đô ma tê ca ma gu nê pha ma su chít tăng ma lô ha gu lăng ghi lì ba ma tờ ma can đi đúc ha mi đàn ti đầy ha ma nô. Ổn đọc lại học để Nhật Quỳnh chạy xong Nhật Quỳnh trả bích cho hoàn thành nha. Tỳ kheo, hãy tu thiền, chớ buông lung, phóng vật tâm, chớ đắm say dục, phóng vật nuốt sắc nóng, bị đớp, chớ than khổ. Và đây là bản chuyển ngữ của Ngài Hòa Thượng Minh Châu. Dạ, con xin được kể ạ. Trà gia thích khu mà ba ma đô ma tê ca ma gù nê pha ma su chít tăng ma lỗ ha gu lăng ghi lễ ba ma tơ ma can đi đúc khả mít đan đa ti đây mắt kha ma nô cha giả vi khu ma ba ma đơ ma tê ca ma gu nay ba pha ma su chít tăng ma lỗ ha gu lăng ghi lễ ba ma tơ ma can đi đục khả mít đan ti đây ha ma nô. Cho con kể lên lần nữa, không có thấy xong gì hết. Chà giả bê khô mà ba ma đô ma tê ca ma gù nê pha mát xua chết tăng mà lỗ ha gu lăng ghi lê ba ma tơ ma can đi đục khả bi đan ti đầy ha ma nô. Dạ con đã đọc phân tích và cũng kệ rồi, và dạ, con có sai chỗ nào con cung thỉnh ngài và đạo tràng chỉ dạy cho con sửa lại. Dạ kính mời bàn tay quý vị. Còn vị nào con Hà nè, còn Xú Khá nè, còn Quang Thanh nè. Dạ kính mời đạo tràng. Nhật Quỳnh xin phép được xuất mít ạ. Con xin lễ Ba Ngôi Tam Bảo Phật Bảo Pháp Bảo và Tăng Bảo. Và con xin đảnh là kính đảnh lễ Ngài Chí Đức. Và con xin kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng hiện diện trong đạo tràng. Và con xin kính đảnh lễ quý bà quý cô tu nữ. Và kính chào toàn thể các thiện hữu trong đạo tràng. Con xin trả bài câu pháp cú 371. Chà Gia Phích Khu Mà Ba Mà Đô Mà Tê Ca Nạ ca ma nu ne pha ma su ma su chi tăng ma lo ha gu ang lang ghi li ba ma to ma can di du khang mi đàn ti đầy ha ma ha ma. Đọc và phân tích câu số 1, câu số 2. Cha ya phi ku ma ba ma do cha
Cha là trường âm thông thường, giá là đoạn âm, phích là trường âm nhấn, khú là đoạn âm, ma là trường âm thông thường, bá là đoạn âm, ma đô là hai trường âm thông thường. Ma tê ca ma gu nê và ma gu chi tăng. Ma tê ca là ba trường âm thông thường, má là đoạn má gú là hai đoạn âm, nê là trường âm thông thường, pha là trường âm là đoạn âm, mắc là trường âm nhấn, xú là đoạn âm, chít là trường âm nhấn, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Câu số 3 và câu số 4. Ma lo ha gu lăng ghi li bam na mát tô. Ba mát tô. Ma là trường, ma lô là hai trường âm thông thường, há gu là hai đoạn âm, lăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Nguyên âm. Ghi là đoạn âm. Ly là thông âm. Mắt là trường âm nhấn, tô là trường âm thông thường. Ma căn đúc mi đan đan mi đan ti đầy hamano. Ma là trường âm thông thường, căn là trường âm nhấn, đí là đoạn âm, đúc là trường âm nhấn, khá là đoạn âm, mí khá mí là hai đoạn âm, đan là trường âm nhấn, tí là đoạn âm, đây là trường âm nhấn, há là đoạn âm, mano là hai trường âm thông thường. Xin đọc lại còn bài. Cha ya phích khu ma ba ma đô ma tê ca u nê pha 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 mắc su chi tăng. Ma lo ha gu ang ma gu lăng ghi ghi li ba mắt tô. Ma can đi đúc kha mi đàn ti đầy hà ma nô. Con tỳ kheo hãy tu thiền chớ bông lung phóng dật tâm, chớ đắm say dục bị đốt chớ than khổ. Đấy là của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Con xin kệ rồi. Cha gia phích khu ma ba ma đô ma tê ca ma cu nê pha mắc su chi tăng. Ma lo ha gu lăng ghi li ba mắt tô. Ma căn đi đúc kha mi đàn ti đầy hà ma nô. Cha gia phinh khu ma ba ma đô ma tê ca mu nam khu đề pha mắc su chi tăng. Ma lo ha gu lăng ghi li ba mát tô. Ma căn đu đi khúc kha đi mi đi đầy ha ma nô. Ma nô. À, nếu con đọc sai, con xin Ngài Trí Đức sửa cho con. Con xin phép xuống mic và con cũng xin kính chào đạo tràng. Và con cũng xin phép ra khỏi đạo tràng vì con đến giờ con đi làm. Con xin xuống mic. Nam mô Phật Thầy, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sàng Khai Giá. Và con kính lãnh lễ Ngài Trí Đức, con kính lãnh lễ Trí Tôn Đức Tăng Ni và con kính chào đạo tràng và con xin trả bài. Cha yat thích khu ma ba ma đồ mắt ma tê ca ma gu nề pha ma su chích bằng
ma lo ga gu lang chi chi li ba ma to ma man kan di duk kha ni dan ti dai ha ma ma ha ma no cha ya tức cu mà ba mà đồ mà tề cà ma gu nề pha ma su chích tầng cha là trường âm thông thường giá đoạn âm thích trường âm nhấn khú đoạn âm ma trường âm thông thường bá đoạn âm ma trường âm thông ma đô hai trường âm thông thường ma trường âm thông thường ma tê hai trường âm ma tê kha ba trường âm thông thường má đoạn âm má gú hai đoạn âm nê trường âm thông thường phá đoạn âm má trường âm nhấn xú đoạn âm chích trường âm nhấn tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm cha ya phích khu mà ba mà đồ mà tê kha ma gú nê phá má xú chích tăng ma lo ha gu lang chi li ba mat to ma khan di duk kha ni dan ti dai hat ma no ma trường âm thông thường ma lo hai trường âm thông thường há gú hai đoạn âm lăng trường âm đọc theo dòng nguyên âm chí đoạn âm ni đoạn trường âm thông thường bá đoạn âm ma trường âm nhấn tô trường âm thông thường ma trường âm thông thường can trường âm nhấn lý đoạn âm đức trường âm nhấn khá đoạn âm khá lý hai đoạn âm đanh trường âm nhấn tý đoạn âm đây trường âm nhấn há đoạn âm ma trường âm thông thường ma nô hai trường âm thông thường ma lô ha gu lan chí ma lo ha gu lang ji li ta nát to ma khan di duk kha mi dan ti day ha ma no cha cha ya phích khu ma ba ma đồ ma tê ca ma gu nề pha ma su chích tầng ma lo ga gu lang ji li ba nát to ma khan di duk kha mi đành tứ đầy ha mà đồ con xin kể cha ya phích khu ma ba ma đồ ma tê ca ma vu nê pha ma su chích tầng ma lo ha gu lan chi li ba ma tô ma khan đích đúc kha mi đành tứ đầy ha mà. Dạ con có sai, xin ngài chỉnh sửa và đạo tràng chỉnh sửa. Dạ con xin trong mắt ngài. Alo, 123, 123. Quý vị thông cảm, chúng tôi đang liên lạc và chờ thương tựa phước niệm ra là đi Đâm Ma Ngàn Phúc Hỷ, chùa Trúc Lâm ở Hoạt Động Tôn Giáo, thành phố Hồ Chí Minh. Cho nên cũng hồi nãy giờ lô vô ha. Nhưng mà nghe quý vị đọc quá, có những vị đọc sai, phân tích đúng. Có những vị phân tích đúng, đọc sai. Nhưng mà thuần túy Nam Tông thì quý vị biết, ta đi với nghiệp của ta, dù cho tốt xấu tạo ra tự mình. Cho nên chính quý vị là những quan tòa để đọc đúng, đọc sai tự mình biết. Đạo tràng chỉ nhắc nhở thôi.
Như vậy thì những cành hoa, những dòng trái chát chúng ta nên tiếp thu. Đó là những bạn thiện trí thức của chúng ta để nhắc nhở, để chúng ta biết rằng hai cành hoa có vấn đề hoặc là sai chỗ nào. Thì trong đạo tràng của chúng ta, đây là những vị thiện hữu trí thức khích lệ sách tấn cho chúng ta tu tập. Một câu nói học thầy không thầy học không thầy học bạn ha, tức là bạn bè của chúng ta gần gũi thân mật nhắc nhở nó dễ hơn. Nhiều khi chúng tôi chỉnh sửa quý vị tự ái thì quý vị cũng quan hệ ha. Trình độ của quý vị rất là giỏi, chẳng qua cầm cái micro là quý vị mất bình tĩnh, phóng tâm đọc sai thôi, chứ đâu có ai muốn đọc sai. Quý vị đã thể hiện rất tốt, mười mấy người luôn, tuyệt vời. Vậy thì bây giờ chúng ta đi vào tự vận ha. Câu đầu tiên, cha giáp phích khu mà ba mà đồ, cha giáp phích khu mà ba mà đồ. Câu này có bốn từ, chúng ta tìm hiểu những từ này ha. Gì các câu gì đó thì chính sửa là tốt nhất, không ai dám nói gì hết, giỡn hoài không miệng mà không nói gì hết nè. Cầm micro là ba hoa chích chòe trước rồi mới đọc sau, vậy mà nó không nói gì hết. Alo, bốn từ này chúng ta tìm hiểu ý nghĩa. Đi chà giá, chà giá do căn ngữ chê. Chà giá nó là một động từ, nhưng mà ở đây nó trong cái dạng gọi là hô cắt lapana vipati, tức là ra lệnh điều khiển người khác hãy tham thiền, tức là cái mệnh lệnh cắt ha, hãy tham thiền. Và chữ phích cú ở sau tức là nay thì khưu hãy tham thiền. Hai cái từ này đi chung với nhau, bảo ai tham thiền, bảo vị tỳ khưu hãy tham thiền. Cha giác phích khu là tỳ khưu hãy tham thiền. Tham thiền chứ không phải là thiếu gì chỉ hát là thành đã tham thiền nha. Nhớ ở đây là tham thiền chứ không phải là biết là cho thiếu chữ hát cho người ta, họ nói rằng phù mấy ông này như vậy là chặt ha. Cha giáp phích khu này thì khu hãy tham thiền. Rồi ma là đừng chớ không, ma nó cũng giống như chữ na chữ a. Chữ ma là không, là đừng, là chớ. Đây là một bất biến từ ha. Bá ma đồ do cái từ bá ma đá. Bá ma đá là một danh từ nam tính A-cô-rinh-tá-phung-rinh-ga, mà chữ bá ma đá này đã đứng làm chủ từ bà tham ma e ca wa cha na vi pháp tí. Cho nên bá ma đá đứng thành bá ma đồ. Bá ma đồ là sự biến nhát, sự dễ vui. Sự biến nhát, sự dễ dùi. Vậy thì câu này, này tỳ khưu hãy tham thiền, chớ có dễ dùi. Này tỳ khưu hãy thiền, không nên dễ dùi, hoặc là đừng dễ dùi, chớ dễ dùi. Ý nghĩa câu đầu, rồi câu số 2. Ma te ka ma ku ne pham ma su chi tăng, ma te ka ma ku ne pham ma su chi tăng,
Câu này có năm từ. Ma là đừng, T là chúng ta, hả? À, chữ T là của ngươi. À, T này tức là nói về vị tỳ khưu ha. À, tức là ma là không, đừng chết. À, T là của ngươi. Ca ma u nê. À, chữ T vừa rồi đó tức là do chữ tuân hả, nó là một đại từ nam tính hả? Nhưng mà chữ tăng tuân này được chia theo sở hữu các số ít hả, sát ti vị phát ti e các quá trình á, cho nên chữ tăng biến thành chữ T. T là của con hả, của người hả, à, ám chỉ vị tỳ khưu. Ca ma vũ nê do hai từ ca ma cộng với vũ na. Kama là một danh từ nam tính, akranta pumringa. Kama có nghĩa là dục. Guna nó cũng là một danh từ nam tính, akranta pumringa. Guna có nhiều ý nghĩa, ở đây là loại, là tính chất. À, thì cũng có nghĩa là dục. Kama guna là dục. Nhưng mà chữ u ná này còn có nghĩa là ân đức nữa ha. Chữ toàn, chữ tân nó biến thành chữ T là của người. Toàn là một đại từ và được chia theo sở hữu cách, cho nên nó biến thành chữ T là của người. Ca mó gú nê có nghĩa là ở các loại dục. Các loại dục. Chữ gú nê được chia theo định sở cách. Định sở cách tức là satami phati ekavacana. Gú ná biến thành gú nê ở các loại dục. Rồi à, phamasu. Phamasu do căn ngữ phàm. Ừ, do căn ngữ phàm ở đây nó là một động từ số ít, à, có nghĩa là xoay vòng, à, tự mình xoay vòng, à, tự mình xoay chuyển. Phamasu, tự mình xoay chuyển, tự mình xoay vòng. Rồi cái gì? Chitta là chitta. Ở đây nó là chitta, chitta bởi vì được chia theo đối cách số x. Đối tỷ giao pháp tiết e có quá trình á, cho nên chitta biến thành chitta. Chitta là tâm. Alo, câu số 2. Ma te ka ma gu ne pha ma su chit tăng. Chớ để tâm của ngươi xoay vòng ở các loại dục. Chớ để tâm của ngươi xoay vòng ở các loại dục. Câu số 3. Ma lo ha gu lăng ghi li pa mát tô. Ma lo ha gu lăng ghi li pa mát tô. Câu số 3 bốn từ. Ma là một, ma là không, đừng chớ ha. Lo ha gu lăng. Lo ha gu lăng. Lo ha gu lăng do hai từ. Lo ha là một và gu lăng là hai. Loha nó là một danh từ trung tính, akrantanapum sakalinga. Loha là sắc. Sắc đây là sắc đồng chì kẻ ma. Rồi chữ gu lăng do từ gu la. Gu la nó cũng là một danh từ nam tính, akrantanapum sakalinga. Và gu la có nghĩa là hòn, cục.
À vậy thì lô hát quốc lăng ở đây nó được chia theo đối cách ha. Lô tỷ gia vừa phát tí ai có quá trình á, cho nên gu la biến thành gu lăng. Lô hát quốc lăng có nghĩa là hòn sắc hay là cục sắc. Lô hát quốc lăng cục sắc. Sắc. Đúng rồi, hòn sắc, cục sắc. Rồi. À, viết ly, viết ly. Đây là một động từ số ít. Viết ly có nghĩa là đã nút. Đã nút. À, viết ly. Bamato. Bamato do cái từ Bamata. Ở đây Bamato à, do căn ngữ mắt có nghĩa là đam mê. Mà Bamato đây là một cái dạng quá khứ phân từ năm, nhưng mà nó được chia theo chủ từ số ít. Bà Tham Á ngay câu quá chân áo pháp tí, cho nên Bamata biến thành Bamato. Bamato là đã bị sao lãng hay là dễ vui. Bamato là dễ vui hay đã bị sao lãng. Rồi, vậy thì câu số 3 này ý nghĩa sao? Malo hagu lang gili Bamato chớ dễ vui, nút hòn sắt. Chớ dễ vui, nút cục sắc. Rồi câu cuối cùng, ma căn đi túc khám đi đăng tí đầy hát ma nô. À câu cuối cùng, ma căn đi túc khám đi đăng tí đầy hát ma nô. Câu này chúng ta thấy bốn từ. Ma là một, canh đi là hai, đúc khám đanh tiết là ba, đầy hát ma lô là bốn. Ma đừng không chớ, canh đi. Canh đi ở đây do căn ngữ canh, nó là một động từ số ít, có nghĩa là than khóc. Canh đi là than khóc. Rồi dukkha midanti à, căn ngữ đanh canh có nghĩa là có chữ chữ đê ở sau nữa chứ không phải là chữ chữ canh canh này thôi. Vậy thì canh đi có nghĩa là khóc được rồi. Dukkha midanti, dukkha midanti do ba từ dukkha cộng với y đăng cộng với y tí. Đúc khăn do cái từ đúc khá. À, đúc khá nó là một danh từ trung tính. Akrantanapumsakalinga. Và chữ đúc khá này được được chia theo đối cách số ít. Đô tỷ gia vừa phát tí e có quá trình á, cho nên đúc khá biến thành đúc khăn. Đúc khăn là đau khổ. Đúc khăn là đau khổ. Rồi chữ ý đăng nó nói tiếp vô. À, ý đăng nó là một đại từ trung tính và nó cũng được chia theo đối cách số ít. Đối tỷ giá vì phát tí ít có quá chân á. À, ý đăng có nghĩa là cái này, rồi thêm chữ ý tí như vậy. À, như vậy. À, như vậy cái này đau khổ. Như vậy cái này đau khổ. Đúc kha mì đăng tí. Hay là khổ là cái này. À. Rồi. Đây hát ma nô. Đây hát ma nô. À đây. Chị ma nô là một dạng hiện tại phân từ. Nhưng mà nó đứng làm chủ từ ha. Thay vì ma ná thì nó được
đứng làm chủ từ và tham ái e câu cho nó bị phát tế mana biến thành mano. Vậy thì đây ha mano, trong khi bị đốt nắng nóng, trong khi bị đốt nóng, đây ha mano, vậy thì câu số 4 ma căn đi túc khắp bị đằng thì đầy ha mano, ma căn đi túc khắp bị đằng thì đầy ha mano, trong khi bị đốt nóng đừng có khá than khóc rằng cố là cái này, trong khi bị đốt nóng chớ than khóc rằng cố là cái này. Chưa chưa, bây giờ ngủ dậy mở nhạc nghe đi xeo vào, thôi đóng cửa lại tí. Rồi như vậy thì câu Phật ngôn 371 cho chúng ta một ý nghĩa. Này thì khưu hãy tâm thiền, chớ là người dễ vui, chớ để tâm của người xoay vòng ở các dục, chứ dễ vui để rồi vào địa ngục nuốt hồn sắc. Trong khi bị đốt nóng chớ than khóc rằng khổ là cái này. Ai xin lặp lại, này tỳ khưu hãy tâm thiền, chớ là người dễ vui, chớ để tâm của ngươi xoay vần ở các dục, chớ dễ vui để rồi vào địa ngục nuốt hồn sắc. Trong khi bị đốt nóng chớ có khóc than rằng khổ là cái này. Ngài Hòa Thượng Gia Đức đã bổ thơ lục bát thế này: hỡi tỳ kheo hãy thâm thiền, buông luân dục lạc phải nên dè chừng, nếu nút cục sắc đỏ hừng bị thiêu bị đốt nhớ đừng khổ than. Hỡi tỳ kheo hãy thâm thiền, buông luân dục lạc phải nên dè chừng, nếu nút cục sắc đỏ hừng bị thiêu bị đốt nhớ đừng khổ than. Rồi ngài Hòa Thượng Minh Châu với thể thơ ngũ ngôn: tỳ kheo hãy tu thiền, chớ buông luân phóng dật, tâm chớ đắm say dục, phóng dật nuốt sắc nóng, bị đốt chớ than khổ. Tỳ kheo hãy tu thiền, chớ buông lung phóng dật, tâm chớ đắm say dục, phóng dật nuốt sắc nóng, bị đốt chớ than khổ. Rồi ý nghĩa từ vận xong ha. Bây giờ còn bao nhiêu? Còn phải 9 phút phải không? Đúng không bà con? Để còn lại còn bao nhiêu thời gian sẽ giải quyết vấn đề. Còn có 7 phút à? Còn 7 phút. Bây giờ câu này con này với mấy câu Phật ngôn nữa nó mới tới duyên sự. Cho nên chúng ta hãy nhìn vào câu Phật ngôn này, đi vào cái nội dung cần thiết. Ở đây Đức Phật bảo chúng ta làm cái gì trong câu Phật ngôn này? Kết quả khi mà chúng ta dễ vui quên mình thì giống như nuốt cái cục sắt nóng. Mà khi mà nuốt cục sắt nóng như vậy thì chắc chắn là khổ đế ha. Chắc chắn là khổ đế. Vậy thì ở đây tỳ kheo hãy tu thiền, Đức Phật ám chỉ những người xuất gia, còn những người tại gia không tu thiền hay sao? Bởi vì trong bốn cái hội chúng, tỳ kheo ni, thiện nam và tín nữ, thì thường thường á, mỗi chiều tối á, thì Đức Phật giáo giới các vị tỳ kheo đối với hàng xuất gia. Nhưng mà khi giáo giới như vậy á, thì những vị tỳ kheo này là đại diện cho tứ chúng, chứ không phải nói rằng ô mấy ông
đầu tròn y vuông rồi phải thực hành theo lời dạy của Đức Phật. Đức Phật chỉ dạy cho những vị đó thôi, còn đối với chúng ta là những người cư sĩ. Nhưng mà cư sĩ là kỹ sư, phải dạy dỗ, phải kiến trúc cái tâm hồn của mình ha. À, có luôn hả? Đúng rồi. Thì bây giờ phải kiến trúc cái tâm hồn của mình như thế nào? Tỳ kheo hãy tu thiền. Mà thiền là một việc làm của tâm. À, thiền là một việc làm của tâm. Và quý vị đã làm rất tốt trong cái mùa lễ hội dân y này. À, tâm của quý vị hướng về thiện pháp trước khi làm, khi đang làm và sau khi đã làm rất là quan hệ. Một cái điều mà chúng ta thấy Phật giáo năm truyền của chúng ta, người cư sĩ cả một năm coi như là mồ hôi nước mắt đổ ra, nhưng mà chỉ có một tháng dốc toàn lực từ chùa này đến chùa nọ ha. À, đi đâu cũng thấy quý vị hớn hở trong thiên sự của các chùa, chùa này chùa nọ cũng thấy rằng quý vị có mặt. Thì ví dụ như trong một tháng đi dân y như vậy thì quý vị sẽ phân bổ, sẽ đi chùa nào và cái số tài chánh, cái lễ phẩm hoặc là mình hù hớt trích ra để đi được nhiều chùa, và cái phước của quý vị rất lớn. Hãy tu thiền có nghĩa là tâm của mình hướng về thiện pháp. Còn khi mà tâm mà hướng về ác pháp á, cái đó không phải là tu thiền nha. Hướng về ác pháp á, là coi như xin lỗi. Đó là cái đắm say dục lạc. Còn mà nếu mà tu thiền, tức là tâm của chúng ta hướng về thiện pháp, từ bố thí trì giới, từ phục vụ, từ cái này kia, nói chung là thiện pháp để tâm của chúng ta được an vui. Người ta nói tu thiền đàng hoàng, cái bà này mà chát lên tu thiền thấy tự nhiên cái là thấy làm rối đầu hình á. Phật cái kia ngồi ở đâu rồi một cái quậy quá đi thì làm sao mà tu thiền được hả? Này chắc phải cho ăn chè quá ha, cho ăn chè để biết rằng cái này là thế nào, là lễ độ này ha. Ta nói tu thiền nên chát nên tu tiền. Rồi trở lại vấn đề ha, thiền sự quý vị đã làm, tức là cái vấn đề quý vị đã tu thiền nó được thể hiện giống như ngày hôm qua nè. Bây giờ không có nói gì, nó rất là thực tế ha, rất là thực tế. Ngày hôm qua Sik Maita là thí chủ đại lễ dân y ở chùa Phước Hộ ha, nhưng mà Sik Maita không có mặt, nhưng mà cho người cháu là Sik Quỳnh ha, cô Quỳnh đại diện, rồi dẫn theo một tuổi không nhưng mà rồi vẫn trực tiếp nói với Sik Maita, Sik Quỳnh nói Sik Maita đó nhà có thanh nha, đó nó có tín nè, vị này vị kia, còn giới thiệu cho Sik Maita thấy rõ nè. Quý vị thấy quan hệ không? Tuy xa mà gần tuy gần mà xa cho nên có câu Phật ngôn vô tham măng bát sát tí sô tham măng bát sát tí, tức là ai thấy được pháp là người đã thấy được Phật, ai thấy được Phật là người đó thấy được pháp. Thì ở đây tuy ở xa nhưng mà gần, thấy được trước mắt mà. Tuy gần nhưng mà xa, khi chúng ta hướng về bậc thiện pháp, chúng ta tới đó mà đang coi như thực hành thiện pháp, hướng tâm về thiện pháp, điện thoại nó reo rồi alo, hoặc là mình chỉ lo tới những cái mà chụp hình quay phim rồi này kia, thì như vậy quý vị có tu thiền không? Không, bị phân tâm rồi. Nhưng mà quý vị trực tiếp tham gia
trong im lặng tắt điện thoại, ngầu không? Tắt điện thoại không thèm nghe, để hướng tâm về cái này. Thì như vậy chúng ta trước khi làm, khi đang làm và sau khi làm, chúng ta cũng an trú trong cái thiền sự đó. Thì cái vấn đề tu thiền ở đây là một cái sự an trú, một cái hiện tại lạc trú, chúng ta rất là hoan hỷ. Rồi, bây giờ mời Sĩ Mê Tà chú lễ dân hi ngày hôm qua ở tại chùa Phước Hộ có ý kiến, bởi vì cái tâm của Sĩ Mê Tà có gắn liền với cuộc lễ hay không. Xin mời Sĩ Mê Tà. Alo, Sĩ Quỳnh đã đưa tin tức qua, hình ảnh qua, thấy được ngày Phật Thanh này, và thấy được Pháp Tín này. Rồi bây giờ Sĩ Mê Tà có chung máy không? Thiền là chúng ta hướng tâm vào một đề mục. Rồi Sĩ Mê Tà không có thì mời Sĩ Hạnh Dung đại diện cũng được đi. Alo Sĩ Hạnh Dung và Sĩ Mê Tà mất cỡ hả? Ôi mất cỡ gì? Dạ, Nam Mô Bụt Tha Gia, Nam Mô Tham Ma Gia, Nam Mô Sang Kha Gia. Dạ, cảm ơn cô Nhật Quỳnh, cảm ơn cô Kim Nhung, cảm ơn Hiền Vũ cho biết được tín hiệu nghe rõ. Dạ, bây giờ chắc cũng đã hết giờ rồi ngài. Dạ, con xin nói gián tắt là con rất là hoan hỷ. Con đã thực hiện được cái ước muốn là làm thí chủ lễ dân y. Thì ngày hôm qua cả gia đình con, ba đứa con cùng với con đều tập trung lại một nhà. Và trước khi mà chùa Phước Hộ hành lễ đó, thì tụi con cũng đã ngồi trước bàn thờ Phật và đã tụng kinh lễ bái Tam Bảo xong rồi mới xuống tụ tập và ngồi trước máy để mà theo dõi. Thì tụi con đúng ra thì cũng tập trung, nhưng mà cũng bị bên ngoài nó khi thì xem được, khi thì không. Bởi vì Thượng tọa Minh Huệ đó cũng có trực tiếp, rồi cũng nhờ cô Châu Nguyễn, nhờ Châu Nguyễn rất là nhiều, Châu Nguyễn trực tiếp dùm. Rồi cái người mà nói cho tụi con biết là đó sư Pháp Thanh hay là sư Pháp Trang, rồi sư Pháp Nhiên, rồi người này người kia đó giới thiệu với tụi con đó, thì đó là Châu Nguyễn nói, chứ còn cháu con thì nó không có biết ai hết đó. Vì gì nó đâu có vô room đâu mà nó biết. Đó là do Châu Nguyễn giới thiệu cho con. Dạ, thì con rất là hoan hỷ, con cũng đã được cái làm tròn được cái ước muốn của con từ bấy lâu. Nhưng mà cũng còn vướng mắc một chút là tụi con không có được tận tay, không có được về tận nơi để mà dâng cái y ca thi ná, rồi hay là dâng cái bình bát, hay là dâng tứ vật dụng. Nhưng mà dẫu sao thì con cũng vui, con nghĩ đó là tại cái duyên của mình chưa có tròn. Thì thôi, thì con cũng vô cùng sa thú. Dạ, chứ con cũng không có nghĩ gì nữa. Dạ, con ngồi con theo dõi thì cái tâm con lúc nào con cũng phát nguyện theo như ở trong cái đoạn kinh mà Trung tâm Hộ Tông đã hướng dẫn tụi con đó, là ý đăng mê cá thí ná đà ná cú sa lăng a sa quắc kha già quả hằng hồ tú. Và con cứ đọc mãi cái câu đó, mặc dầu chưa có xong con cũng đọc. Mà xong rồi con cũng đọc, lúc nào con cũng nhớ cái câu đó hết. Thôi thì cũng dài dòng rồi, con cũng kính cảm ơn ngài. Con vào được cái Phật giáo năm truyền thì con mới hiểu được làm cái gì,
và phải tu tập như thế nào để mà có được phước. Và con cũng thực hành theo cái giáo pháp của Đức Phật, con mới có được cái ngày hôm nay. Dạ, giờ đây con nói thì con cũng xúc động lắm ngài. Dạ, thôi thì con kính cảm ơn ngài, con kính cảm ơn tất cả quý vị cũng đã sách tấn con, rồi cũng đã giúp đỡ con có được ngày hôm nay. Và cái quả phước mà con đã tạo được, cũng như đã hùng phước với quý vị ở chùa Ngọc Đạt để có được cái buổi lễ dân y ca thi ná là thành tựu viên mãn. Và con cũng đã làm thí chủ cả gia đình con cùng với một số bạn bè nữa, chứ không phải riêng gì con, thì cũng hùng lại để làm thí chủ lễ dân y ca thi ná ở chùa Phước Hộ. Thì tất cả cái phước báo này con cũng kính dâng đến ngài. Rồi con cũng chia phước này đến với đạo tràng pháp hội, mong rằng cái phước này cũng giúp cho ngài được lúc nào cũng mạnh khỏe, rồi được thẳng tiến trên con đường phạm hạnh để đạt được đạo quả. Và con cũng mong rằng quý vị trong đạo tràng quan hỷ thọ dụng đồng đều neo ca thải. Dạ, đã hết giờ rồi. Dạ, con xin trả mít lại cho ngài ạ. Sa thủ xích mê ta. Đại lễ dân y tại chùa Phước Hộ rất là hoành tráng. Trong cái vấn đề trang hoàng ha, rồi đồ hình đi nhiễu Phật ha, quý vị thấy trong gia đình của Sích Mê Ta đã tổ chức rất là hay. Những cái vị mà chưa biết gì về Phật giáo Nam truyền nhưng mà được đều nhau đội y đội bác đi hàng đầu, đây là một cái vinh dự mà chúng tôi thấy. Ngọc Đạt thua, Ngọc Đạt không tổ chức được như vậy. Thôi thì với phước báo mà Sích Mê Ta cũng như hôm nay chúng ta học hỏi lời dạy của Đức Phật, tu thiền là gì? Tức là tâm của chúng ta hướng về một đề mục thiền pháp. Chính vì vậy mà qua cái thiền sự của Sích Mê Ta, đạo tràng rất là quan hỷ. Và chúng ta nhìn, chúng tôi không tham dự ở trong, nhưng mà qua trên Facebook thì thấy rất là tuyệt vời. Xin chư thiên quan hỷ công đức chúng tôi làm để tự hành phúc quả rồi hộ trì chúng sanh. Những người tu giới hạnh bố thí và thâm thiền, xin qua được vô biên chư toàn giác độc giác và sinh văn chính chúng hộ trì đến tăng ni và thiện nam tín nữ gồm Phật giáo Nam truyền được an lành tịnh lạc. Ê tên là Sachuache Nát Sô Phiêu Vô Hô Tụ Sắp Bạch Đà. Do lời chân thật này, kinh dân quả phước lên chư tôn thiền đức tăng ni và đạo tràng pháp hội thiền hữu chức thức luôn được an lành trong ánh hào quang của chư Phật. Và chúng tôi chuẩn bị đi đâm tang của ngài Hòa Thượng Pháp Hỷ chùa Trúc Lâm. Quý vị thông cảm ha. Rồi, Sư Cha Hồng Nhật mở cùng băng kết thúc buổi sinh hoạt của đạo tràng.